Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học theo chủ đề Recycling, tái chế. Trước tiên chúng ta cần làm quen một số từ mới sau đây. Reuse, reuse. Recycle, recycle. Reduce, reduce. Represent, representative. Environment, environmental. Refill. Nature. Natural. Trong phần ngữ pháp, chúng ta có điểm ngữ pháp mới như sau. Đó là thể bị động, passive form. Các em hãy quan sát các câu sau. Chúng ta nhận thấy hai câu trên có động từ to be kết hợp với động từ ở quá khứ cột 3. Đó chính là past participle, hay còn gọi là quá khứ phân từ. Thể bị động với thể hiện tại đơn, chúng ta có ví dụ như sau. The mouse chases the chicken. The mouse là chủ ngữ, chases là động từ, và chicken là tân ngữ. Đó là câu chủ động. Còn đối với câu bị động được chuyển sang thành như thế này. Tân ngữ được chuyển thành chủ ngữ của câu bị động. Động từ có hình thức là be past participle. Còn chủ ngữ được chuyển thành tân ngữ với by đứng trước đó. Tiếp theo chúng ta có ví dụ. They collect the garbage. Đó là câu chủ động với cấu trúc ba thành phần của một câu: chủ ngữ, tân ngữ và động từ. Và khi chuyển sang câu bị động thì như thế này: tân ngữ thành chủ ngữ, động từ có be và cột 3. Tiếp theo chúng ta chuyển chủ ngữ chuyển thành tân ngữ với by đứng trước đó. Và cuối cùng đó chính là hình thức của câu bị động với thì hiện tại đơn. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu thêm một số ví dụ. Chúng ta có yêu cầu bài là chuyển sang thể bị động, tức là passive form. Trước tiên chúng ta phân tích ba thành phần chính của câu. Đó là chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Ví dụ câu thứ nhất, chủ ngữ là people, động từ là bring và phần còn lại là tân ngữ. Tuy nhiên, chỉ có the can't mới chuyển ra làm chủ ngữ của câu bị động. Và ta có kết quả. Tương tự cho các câu còn lại. Với thì tương lai của thể bị động, mời các em theo dõi một số câu ví dụ. Chúng ta bắt đầu liền.
Phần A trả lời câu hỏi. Với câu hỏi này thì câu trả lời cần phải có thể bị động ở thời tương lai. Sang phần B, chọn đáp án đúng cho từng câu. Các em suy nghĩ rồi so sánh đáp án trong bài nha. Điểm ngữ pháp tiếp theo mà các em cần phải nắm đó là adjective followed by an infinitive or clause. Tính từ được theo sau bởi động từ nguyên mẫu hoặc mệnh đề. Các em quan sát tình huống và nhận xét cấu trúc của hai câu ví dụ sau đây. Như vậy, sau tính từ có thể là một động từ nguyên mẫu hoặc một mệnh đề. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu cấu trúc của câu mà sau tính từ là một động từ nguyên mẫu có tu. Yêu cầu của bài tập này là các em điền các cặp từ cho sẵn thích hợp trong khung và chỗ trống của câu. Các em suy nghĩ và làm rồi kiểm tra đáp án nha. Tính từ còn có thể được theo sau bởi một mệnh đề, đặc biệt là mệnh đề với that. Nó còn được gọi là noun clause, tức là mệnh đề danh từ. Bây giờ các em hãy làm bài tập bên dưới bằng cách thay những từ cho sẵn trong khung và chỗ trống trong câu. Chúng ta có tên bài tập để là nhà nắm chắc kiến thức ngày hôm nay. Các em hãy làm và so sánh với đáp án. Bây giờ là phần bài tập viết lại câu tương đương. Các em hãy điền vào chỗ trống của câu chưa hoàn chỉnh, sao cho nó có cùng nghĩa với câu đã cho.